Này, tôi cầm lấy này. Không vào, tôi đi ra mình nhỉ. Làm sao? Đi ra khỏi nhà. Cửa thiêng đây. Tôi lấy cái có thằng nào. Đem cầm rồi. Phía ra ngay. Đi ra. Đi ra. Cút. Cầm cái tiền một cút. Như đủ ấy. Ăn nhé. Được cái gì ăn? Yên ngó ở bên tay. Anh nhỉ? Anh đã uống hộp sữa là chuẩn bài ấy. Giải hết ra này. Em ơi. Ai gọi anh nhỉ? Nhỉ. Anh đứng đi ra anh xem là ai gọi. Ông anh gọi em à? Ừ, được, vào chơi tí nào. Ok, vào đây uống nước. Nam đi làm nhưng mà lại tăng cho em chưa? Vào, em khỉ tí. À, ok. Đây, cho ăn này. Đấy. Hai anh em đang đút bánh cho nhau ăn. Quá tí nhỉ. Đấy. Trông nó đẹp không? Đẹp. Đẹp. Ngoan nhỉ. Mấy ăn ngon. Ngoan thế. Có nhớ nào đây không? Hả? Có. Nhớ đâu, nó có theo luôn. Đây. Đây anh Nguyễn vào. Đây chú cho ăn đi anh bảo này cũng được. Đứng yên. Thế này nghe bên dưới mình thấy nói chuyện tí nhỉ. Ok. Bỏ ra đánh đổ của ta. Đây Hoàng nha. Con kỳ này thì có ngoan không? Ngoan mà, đấy, như anh nhìn thấy này. Không ngồi. Ngồi chơi mình. Thì mình trộm bế thì cũng ngoan được, ngủ được. Ngoan. Bế thì cũng theo. Thế tôi lại trả ông lại tiền thì tôi lấy lại con kỳ nha. Thôi rồi. Thôi. Thôi cái này tôi không nhận đâu. Không sao đúng không? Tôi lấy lại con khỉ mà. Thôi. Tôi để tôi nuôi. Em tôi tìm mãi mấy tháng mới tìm thấy được bây giờ.
bảo đổi lại làm sao được. Sao lại không được? Bây giờ ông đưa tiền cho tôi, bây giờ tôi đi lấy lại chỉ đưa tiền. Có đổi đấy, em quyết là không được, là không được. Được cái gì bây giờ tôi trả lại tiền rồi. Không. Bây giờ tôi bắt lại chỉ hơn gì nữa. Không đâu. Tiền này, con này bao tiền mà ông đòi ông bắt. Chị tôi đưa thêm tiền cho ông, tôi bắt lại được chưa? Rồi bao nhiêu? Đây, tôi đưa thêm tiền cho ông đây. Ông cứ cầm lại. Không, cái tiền này tôi không cần. Không cần là không cần mà. Không cần cái gì? Thì tôi có bắt về, bây giờ tôi đưa tiền rồi. Đây nhé, đấy, nó có theo không mà. Tôi về, tôi dạy theo. Này, này, tôi cầm lấy này. Bảo tôi cứ đi nhà mình nhỉ. Làm sao? Đi ra khỏi nhà. Tiền đây. Tiền có đang nào? Tiền cầm rồi. Biến ra ngay. Dạ. Cút. Cầm mấy tiền mà cút. Như đủ ấy. Bực cá mình. Rồi bạn em về đấy. Ngoan nhá. À, anh ngoan mình anh đuổi đấy đấy. Được chưa? Chào mặt.